Đây mọi người xem Minh cắn này. Cùng với mấy đứa, mấy anh em xe thì đang chui rút trong những cái bụi lùm như thế này mọi người, để đi kiếm những cái tổ ong ruồi đầu mùa nha. Thì cho xe cứ vào khoảng thời gian đầu tháng 1, tháng 2 á, thì những con ong ruồi nó bắt đầu là bay về những cái khu đồi, khu rẫy ở cho sang, để mà nó đi hút mật bông điều, bông xoài này kia á mọi người, để làm những cái tổ mật á. Tại vì mùa này ở trên đồi bắt đầu là có nhiều bông điều rồi, nên sáng hôm nay thì Sang rủ mấy đứa là đi lên cái khu đồi trên đây mọi người. Mấy anh em Sang sẽ đi kiếm ong ruồi, bắt ong ruồi quay cho mọi người xem nha. Để bắt được một tổ ong ruồi đầu mùa này mọi người thì nó cũng đơn giản, cũng dễ kiếm thôi, do là đầu mùa chưa có nhiều người đi bắt á, nên Sang với mấy đứa thì chỉ cần đi kiếm theo những cái lùm cây như thế này nè. Cứ nhìn lên lùm cây, nếu mà thấy đen đen á là tổ ong ruồi, là mình chỉ cần là bắt nó thôi nha. Nhưng mà bù lại thì đầu mùa này á, ong ruồi vẫn không bán được nha mọi người, do là ong ruồi nó vừa mới về, nó vừa mới hút mật, mật nó còn loãng á, nó chưa đặc á, nên bán người ta cũng sẽ không có mua. Nên hôm nay thì mấy anh em mình đi bắt ong ruồi để ăn nha mấy đứa. Tại vì năm nào cũng vậy mọi người, cứ đầu mùa là Sang với mấy đứa bắt ong ruồi về ăn thôi, còn bán thì cũng không ai mua đâu. Giờ thì mấy anh em cứ kiếm trên những cái lùm cây ở đây này. Mọi người thấy là ở đó có bông không? Cứ những cái lùm cây nào mà có bông nhiều thì ong ruồi nó sẽ đậu gần đó nha. Bự không Giang? Đâu Giang ơi? To không? To không? Đâu? Đâu? Ôi chia ra bên kia đi, qua mấy đứa qua kia đi. Sang nha, Sang mấy đứa đi kiếm ong, mọi người thì thấy con rắn này. Giờ làm sao ta? Chia ra đứng xung quanh đi. Như mấy đứa đang đi kiếm ong mọi người, thì Giang nó phát hiện ở đây có một con rắn á, rắn lải này, rất là to luôn. To chắc hơn cùm tay của Sang luôn mọi người. Nên giờ rảnh leo lên thử xem là có bắt được hay không. Ô canh nghe mấy đứa, nó bò kìa. Kìa kìa mọi người thấy nó bò ở đây không? Canh nè. Minh ơi. Canh nó phóng á, coi chừng nó phóng á. Nó bò ở đây rảnh ơi. Đưa cây đập lại đi. Nghe nhanh, nó đang bò kìa, này là đập được nè. Được rồi, đứng yên. Có thấy không? Rảnh đập xuống là chụp được luôn. Mạnh lên. Đây là mọi người thấy nó bò ngược lại, chạy qua kia đi. Kìa, mọi người thấy nó bự ghê không? Đây nè, sang cũng phải dí theo nha. Đây nè. Rồi đứng yên đi mấy đứa, im lặng. Để lên bắt. Ui, sao gì? Gì? Thằng có tay, thằng nào lên thủ đi. Nhanh lên chắc. Sao đâu đưa đây? Đó. Sợ tát vô mặt không? Thì. Hây. Yeah. Sang với mấy đứa đi kiếm ong mà chưa kiếm được tổ ong nào hết cả, mà đã bắt được ở đây một con rắn rồi nha. Con rắn này là con rắn hổ lãi nha mọi người. Cái loại này thì không có độc, mà mọi người nghe nó khì nè. Mọi người nghe nó khè không? Cái loại này thì nó sẽ khè giống như vậy, nhưng mà nó không có độc nha. Loại này thì ăn rất là ngon. May mắn luôn, Sang với mấy đứa thì chưa bắt được con ong nào hết cả, mà đã bắt được con rắn to rồi. Đây cho mọi người xem con này to tới cỡ nào nha. Con này phải dài gần cả 2 mét nha mọi người, chắc được gần 1 ký á. Bụng nó thì như thế này nè đó. Giờ thì sẽ cho nó vô bao nha, xong rồi mấy anh em sang lại tiếp tục đi
đi kiếm ong tiếp. Thường thì cái loại rắn lải này á, ban đêm nó sẽ ngủ trên những cái nhánh cây á mọi người. Không biết sao con này ban ngày mà nó vẫn còn đang ngủ á, may mắn mấy anh em mới bắt được, còn không thì cũng khó bắt nó. Thôi đi, đi mấy đứa. Một con đầu tiên nha mọi người, chiếc loại phẩm đầu tiên đây này. Giờ lại tiếp tục đi kiếm ong nha, vừa kiếm ong vừa kiếm rắn luôn. Mấy đứa kiếm bên kia nha. Hàng thì người lớn thường hay nói á, là nếu mà đi á, gặp rắn thì đi mà gặp quy thì về. Là có nghĩa là nếu mà khởi hậu đầu đi á, mà mình gặp một con rắn á, thì ngày đó sẽ rất là hên. Còn nếu mà gặp con rùa thì ngày đó rất là xui nha. Hôm nay thì khởi đầu đi đã bắt được con rắn á mấy đứa, nên hy vọng là hôm nay sẽ kiếm được nhiều ong. Giờ thì mấy đứa nó sẽ tiếp tục là kiếm bên phía trên kia nha mọi người. Kiếm cho anh cái bao để bỏ con rắn vô mấy đứa ơi. Đây chỗ này mọi người xem này, nhìn trống trải rất là đẹp luôn ha. Sang với mấy đứa đi kiếm mọi người, qua tầm hơn một tiếng đồng hồ thì đến đây mấy anh em phát hiện một đổ ong đầu tiên nha. Đây là ổ ong đầu tiên của ngày hôm nay nha mọi người. Giờ thì mấy anh em sang sẽ chuẩn bị bắt cái tổ ong này. Để bắt cái tổ ong này thì dụng cụ mang theo cũng đơn giản. Ở đây một cây kéo, mấy cây nhang, phải là một cái xô để đựng mật các mọi người. Dành cho cắt. Giờ thì dẫn sẽ bắt đầu là bắt tổ ong nha. Ong này thì ong ruồi nên bắt cũng đơn giản thôi, nó cũng hiền mọi người. Đó, mình hơi nhang vô cho nó xay khói. Cục mật to mà chánh. Đây mọi người xem cái tổ ong này, cục mật cũng rất là to nha. Cắt cái dẫn xay đó. Mình hơi cho nó xay khói xong mình cắt nó thôi. Tổ nhìn đẹp ha, trồng ấm luôn. Cắt dài với cầm, để anh cầm ngoài cho dẫn cắt thôi. À, cắt chè ra, cắt chè ra. Rồi. Đây là cái tổ mật ong đầu tiên của ngày hôm nay nha mọi người. Kiếm thì cũng nhanh thôi. Rồi, phủi luôn. Rồi, thì mấy anh em sang sẽ phủi của ong ra khỏi cái tổ mật nha. Không là nó sẽ hút cái phần mật lại đó. Nó chưa đầy mật mấy ha. Nó mới làm. Mình xem đây là tổ mật này, cái này thì nó cũng mới làm thôi nên cái phần mật cũng chưa đầy mấy. Rồi tổ ong đầu tiên cũng đẹp rồi, mình cầm đi. Giờ thì mấy anh em lại tiếp tục đi kiếm nha. Nhanh ha, cũng dễ bắt thôi. Sang với mấy đứa thì đang đi kiếm trên cái đồi như này. Mình đi kiếm ong này thì nó nắng lắm nha, nhưng mà thành quả thu lại được thì thích lắm mọi người. Phía dưới đây dãnh lại tiếp tục phát hiện có một cái tổ ong nữa nha mọi người. Sang với mấy đứa thì mới bắt cái tổ ong kế bên đây một chút thôi, mà đi một đoạn lại gặp một ong rồi. Cái chỗ này là một cái đám điều nha. Điều thì đang ra bông nên hy vọng chỗ này sẽ có nhiều mật. To không? To không? To không tổ kia hả? Đâu? To mà. Đây mọi người. Nó bay ra. Nó chạy. Chạy đi. Nằm xuống. Cái tổ ong ở chỗ kia mọi người sang với. Chưa có làm gì luôn, chưa đụng nó vô nó luôn mà nó chạy ra nó chích rồi. Răng bị chích ngay mặt à? Đâu rồi đứa ơi? Sưng chưa? Đó, chuẩn bị sưng lên nè mọi người. Ong ruồi thì có tổ nó. Ong ruồi thì có tổ nó hiền lắm nha, nhưng mà có tổ nó sẽ rất là dữ nha. Nên cái tổ nào giữ á thì mọi người tới mọi người bắt thì đừng động nó quá. Giờ thì cho nó bay vào tổ xong mình sang với mấy đứa sẽ qua bắt nó. Xíu nữa là mắc húp luôn. Cái tổ ong này thì dữ quá mọi người, mà không biết là có bắt được hay không. Rồi cứ từ từ thôi, đi nhẹ chứ. Do là nãy sang tới sang động quá mọi người nên nó bay ra nó mới đánh thôi, còn không thì nó cũng không bay đâu. Đó, dảnh sẽ mập vô để hơi khói nha mọi người. Rồi ngồi yên nha dảnh. Nếu nó bay quá cứ ra quá thì nín thở thôi.
có tổ thì hiền, có tổ giữ mình cũng chưa biết được mọi người. Nè cầm, đưa, cầm kéo đi anh hơi cho. Nè dành cầm kéo. Đây đây anh hơi bên đây. Đó, nó chịu chịu khói đó. À, khi mà cái tổ ong giữ mình cho một chút khói thôi mọi người là nó sẽ nằm yên luôn nha. Đợi xíu cho anh hơi. Từ dẫn. Nó đầu có nhánh nhỏ xíu luôn ha. Nếu mà mình biết cách bắt á, thì nó cũng dễ mọi người, nó cũng không khó. Ui cục mật to. Ui vô mánh rồi, vô mánh rồi. Đây cục mật to mọi người. Đây đây đem ra ngoài đây đi, đem ra ngoài. Đem ra ngoài. Đó mọi người thấy là Dảnh bắt ông chuyên nghiệp không? Đây đem ra đây Dảnh. Anh cầm cho Dảnh phủi đây. Đây xem là cái tổ mật thứ hai của hai anh em sẽ bắt được nha. Rồi. Nhanh nhanh hơ khói đi cho Dảnh phủi nha. Đó, giờ mình sẽ phải phủi phần ong ra nha mọi người. Chứ không là nó hút hết mật lại luôn á. Rồi Dảnh cầm cái ngang cái bầu mật cho anh coi. Đây mọi người xem cái cục mật này này. Nhìn đã không? Cương lực là mé kia kìa. Mé này nhìn nó nhỏ hơn sao? Nó cong qua ha. À. Đây mọi người xem cái tổ mật này. Một cục to luôn nha. Cái này chắc cả nửa lít. Ủa đi đi đi, nó chích rồi. Đi 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 nhanh. Chạy đi chạy đi. Đây mọi người xem ông nó bay ra này. Cầm kéo cầm đồ đi, dập dập ngang đi. Đây tổ mật thứ hai. Tổ này thì chắc khoảng nhiều nhiều quá mọi người, nhiều hơn tổ kia. Đi 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 đi, đi nhanh đi nhanh. Đừng núp nữa. Đây là cái tổ ong thứ hai của ngày hôm nay nha mọi người xem cái tổ ong này nè. Nhìn đẹp không? Cục mật rất là to luôn nha. Nhưng mà tiếc một cái là mật đầu mùa này sẽ không bán được nha mọi người. Tại vì cái phần mật nó rất là non, nó sẽ có cái màu vàng nhạt á, nên nhiều người không biết á, người ta tưởng là mật ong giả mọi người. Nhưng mà thật ra thì mật ong nó sẽ chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên á, là mật ong lúc mà đầu mùa thì nó sẽ nhạt, sẽ loãng. Còn ở giữa mùa, cuối mùa thì nó sẽ vàng hơn, đậm hơn và kẹo hơn. Thì lúc đó mới bán được nha. Còn bán mật ong đầu mùa này thì nó sẽ nhiều người tưởng là mình pha á mọi người. Nên sang với mấy đứa hôm nay chủ yếu là đi bắt để ăn thôi. Giờ đi kiếm lên phía trên ha. Mấy đứa thì nó đang đi trước đi kiếm lên phía trên đồi nè mọi người. Giờ mình sẽ đi dọc theo đồi nha. Đang đi kiếm ong phía bên kia mọi người. Thì thấy con ong nó bay bay lên về hướng này này. Xong mấy anh em đi qua đây á, thì phát hiện một cái tổ ong ruồi. Mà Sang nói với mọi người là nó to. To rất là to luôn nha. Hơi đều nha Dảnh. Mấy cái tổ to này thì nó hung dữ lắm nha. Giờ sẽ cắt dọn hết cái chỗ này ra để cho mọi người thấy cái tổ ong này nó bự tới cái nào nha. Ui cục mật bự lắm Dảnh ơi. Trời nắng này thì đi kiếm ong dễ hơn nha mọi người. Tại vì khi mà trời nắng thì con ong nó sẽ bay lên phía trên để nó vào tổ mọi người, nên mình nhìn nó dễ hơn. Rồi giờ sao phải cắt nhẹ nhàng nha. Cắt lấy hết cái này ra để nguyên tổ nha. Nhà này kia đốt thêm một cái chùm khói nữa Dân ơi. Tại vì cái này cắt phải lâu á, anh sẽ cắt tỉ mỉ một chút. Sao cho mọi người xem này. Đây là tổ ong thứ hai của mấy anh em Sang bắt được nha. Giờ phủi cho nó. Giờ thì Sang với đứa phải loại bỏ con ong ra cho nó bay. Cái này thì mình hơi nhẹ nhàng đừng để cho nó. Mình phủi nhẹ nhàng đừng để cho con ong nó bị thương mọi người. Để nó có thể làm những cái tổ mới. Đây, Sang cho mọi người xem cái tổ ong mà Sang với đứa vừa mới bắt được này. À, đẹp ghê không? Cái cục mật á, thì căng kín cái phần mật phía trong luôn nha. Được rồi mọi người. Thường thì những cái tổ ong mà Sang bắt được á, thì Sang sẽ để luôn cả cái phần sáp phía dưới, phần con phía dưới của nó để quay cho nó đẹp á mọi người. Nhưng mà cái tổ ong này thì xin phép mọi người là Sang sẽ cắt ra nha. Để lại cho cái tổ này vào trong cái vị trí cũ nó ở kia để cho nó tiếp tục làm tổ nha. Tại vì cái tổ này mọi người thấy là nó còn có rất là nhiều con chưa nở. Còn những cái tổ mà ít con nở rồi á thì Sang sẽ không cái ấy đâu. Rồi Dảnh bỡ đi. Cái này thì Sang sẽ cắt ra. Có cái dao dễ cắt hơn. Đó, Sang không biết là nó có ở hay không, nhưng mà nhiều người bảo Sang cắt ra nên Sang sẽ cắt thử nha.
đừng kéo lên, đừng cưng cái đỡ bờ lên đi. Rồi, rồi dãnh này để lại trong cái tổ đi. Rồi, còn cái phần sáp là dãnh sẽ để đặt lại trong cái tổ của nó nha. Còn đây là cái phần cục mật này. Cục mật này thì gần cả 1 kg luôn mọi người, rất là nặng luôn. Đi tiếp. Giờ thì mấy anh em sang lại tiếp tục đi nha. Cục mật thứ 3. Cứ để lại cái cây là được nha. Sang với mấy đứa đi kiếm ong mọi người. Tới đây thì phát hiện là có một cây điều có trái đầu mùa này. Đó, mọi người thấy trái không? Giờ thì sang với mấy đứa sẽ hái một vài trái điều để mà ăn chống khát nước nha. Hái được không? Cái chừng cải cây á. Hái điều này thì mọi người vào vườn điều người ta mày ăn, mọi người hái thì mọi người lấy cái trái nha, gọi lại cái hộp cho người ta là được. Nhảy lên, nhảy lên. Để anh hái cho. Đấy, điều này ngọt này. Điều này là điều đỏ nha mọi người. Đó, mọi người thấy là con chim ăn là ngọt. Rớt nè. Đây nè. Đây. Thôi mà mọi người ăn cùng với Sang với mấy đứa một trái điều nha. Tôi đi mấy đứa. Trái chát còn ngọt. Này muốn ăn ngon nhất thì mọi người vắt cái nước bỏ đi. Xong mọi người ăn cái trái đó thôi. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ đi kiếm ong trong cái vườn điều như này mọi người. Đây mà mọi người ăn cùng Sang một trái điều nha. Cái trái này có rất nhiều nước. Nặng nó thì chống khát nước nha mọi người. Nãy giờ Sang với mấy đứa bắt ong mọi người hơn 1 tiếng đồng hồ. Thì đây là toàn bộ thành quả của mấy anh em Sang bắt được nha. Ở đây thì Sang với mấy đứa bắt được 3 tổ. Trong đó là có 2 tổ ong. Đây cho mọi người. Đây. 2 tổ ong có cái bầu mật rất là to mọi người. Còn phía bên kia thì có một ổ nhỏ hơn. Với lại bắt được một con rắn ráo rất là to. Hôm nay thì nói chung là bội thu mọi người. Do là Sang với mấy đứa kiếm có khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi. Do là ong đầu mùa này á thì mật nó loãng, người ta không có mua. Nên Sang với mấy đứa cũng không đi bắt nhiều làm gì. Nếu mà chịu khó đi kiếm nguyên có ngày có khi là được rất là nhiều luôn á. Thì hôm nay á Sang với đứa đi bắt ong này á chủ yếu là để ăn đó mấy đứa. Tại vì năm nào cũng vậy, cứ vào khoảng thời gian mà đầu mùa ong về á thì Sang với mấy đứa sẽ đi săn ong ruồi và ăn luôn những cái tổ ong ruồi mình bắt được nha. Ở đây thì Sang với mấy đứa có 3 tổ mật ong mọi người, nhưng mà có tận 6 người nên không biết chia sao. Nên Sang với mấy đứa sẽ có một cái trò chơi thử thách như thế này, là thử thách ăn mật ong nha mấy đứa. Rồi giờ anh cầm cái tổ này cho anh đi. Ở đây á thì có một cái tổ còn nguyên vẹn, tổ to này. Giờ thì anh sẽ thử thách 3 đứa nhỏ nha. Nếu mà 3 đứa ăn hết được một cái tổ mật ong này á thì anh sẽ thưởng cho mỗi đứa là mỗi đứa 200.000 nếu mà ăn hết nha. Tại vì để ăn hết được một cái tổ mật như thế này cũng không phải đơn giản đâu mọi người. Nhưng mà nãy giờ thì mấy đứa nó bảo á là nó dư sức ăn hết cái tổ mật này. Nên giờ mấy đứa có chơi không? Nếu mà thua thì không mất gì hết cả. Mà thắng á thì sẽ được 200.000 mỗi đứa. Ừ rồi, giờ ăn đi, giờ cắn. Ăn là ăn hết cái này luôn nha. Còn cái phần dưới đây không cần ăn. Ăn hết cái phần mật thôi. Ăn từ từ, không còn ăn nhanh quá đâu. Rồi ăn đi. Rồi cắn này. Rồi cứ mỗi đứa cắn một cái. Quay lại đây. Ui mọi người xem cái cục mật này nè. Nó nhiều mà chứ đâu phải ít đâu. Rồi cắn đi, ăn đi. Đừng cho nhiều xuống là không tính đâu ạ. Sang nhìn thì cũng thèm mọi người. Rồi cứ ăn liên tục đi. Nút là ăn cho hết cái xác nha. Thế là hết cái mật nha. Mọi người thấy mấy đứa ăn mọi người chảy nước miếng không? Cái vị nó sao mình? Dạ ngọt. Ngọt rồi nó sao nữa? Ngọt lắm. Ngọt lắm luôn hả? Dạ. Ngọt hơn đường không? Hay là ngọt như đường? Ngọt hơn đường. Hơn đường luôn hả? Rồi cho mấy đứa nó cứ cắn thôi. Có vẻ như là đơn giản à. Nó cắn muốn hết luôn rồi nè. Mấy đứa cái chuyện này cho cắn thôi. Vậy là không đủ mấy đứa ăn rồi. Đây mọi người xem mình cắn này. Không, mà nó này hai đứa thì ăn chắc là không hết nổi, nhưng mà 3 đứa thì chắc nó thắng rồi. Mà phải hết nha. Đây là cắn cái cục này mới nhiều này, cái cục này nhiều này. Là cứ mấy đứa thì xây vòng nha mọi người.
nhiều nhiều quá. Uổng mọi người. Là mọi người xem mấy đứa ăn này. Em hết nổi rồi nha. Rồi mấy đứa kia? Dạ không. Không nổi luôn hả? Dạ. Đây mọi người xem này. Cái tổ mật ong này á, mặc dù nó cũng không to lắm, mấy đứa nó ăn thì chỉ còn ở tầm 1/3 tổ đó thôi. Nhưng mà ăn không nổi nha. Cái này thì mình ăn tới cái giới hạn của mình, là mình có ráng đi nữa thì ăn cũng không nổi đâu. Nên sao bỏ cuộc hả? Dạ. Đó, thử thách này thì không phải đơn giản nha mọi người. Ba người mà ăn hết một tổ mật ong á mà chưa chắc đã ăn hết rồi. Bây giờ thì còn hai tổ. Cái này thì tới Sang với lại Dảnh với Giang ăn. Rồi. Giờ Sang cắn thử tổ này. Đây đây là tổ của tổ ong nhỏ mọi người. Mọi người thấy tổ ong nhỏ nhìn dễ thương không? Sướng nhất của cái mùa ong á là cắn những cái cục mật to như thế này mọi người. Giờ thì cắn ở giữa đây luôn nha. Đây, cắn chỗ này nè. Chỗ này mọi người thấy là đầy mật không? Mà mọi người nha, xem đang cắn nè. À. Đây mọi người xem mật của nó nè. Đây răng luôn. Có mật không? Có. Nè, dính cắn này coi. Đưa lên cho mọi người. Cái tổ này già hơn nên mọi người thấy là cái phần mật nó kẹo hơn không? Sẽ cắn thử cái cục mật này coi khác gì không? Cái này ngọt dữ hả? Cái tổ không ăn nổi tổ đó luôn á. Cái tổ nhỏ hình như nó già quá mọi người, nên nó ngọt nó kẹo á, ăn không nổi nha. Còn cái tổ này nè, mọi người thấy cái mật nó còn màu trắng không? Mật này thì vừa ăn, khi mình ăn nó sẽ vừa cái vị mình á, nó ngon nha. Ăn này nhả sáp nha. Ai mà đang bị ho mọi người thì ăn những cái tổ mật như thế này á thì sẽ trị được ho nha. Đây Sàng cắn mấy bên đây nha. Đó mọi người thấy mật này. Cắn cái chỗ này mới nhiều nè. Cái này mà mọi người muốn ăn ngon á thì bỏ vô trong tủ đá mọi người. Mọi người đông cho nó dẻo lại á, mọi người cắn rất là ngon. Nè, ra Dảnh đi, Dảnh cắn nè. Đây. Đây mọi người xem Dảnh cắn nè. Không mời cắn người nha. Nè Dảnh, cắn bên này cắn đi nha. Đây mọi người xem một cái cục mật này. Một cục này chắc phải gần nửa lít nha mọi người. Cắn vô miệng thì ít mà nhiễu ra từ ngoài nhiều, cũng uống. Nhiều người hỏi Sang á là cách nào để mình có thể là phân biệt được giữa mật ong thật và mật ong giả. Thì để phân biệt cũng đơn giản thôi mọi người, bỏ cái phần mật ong vào trong tủ đá, ngăn đông tủ đá. Nếu mà nó khi mà qua một đêm nó dẻo lại á, mà nó không có đông cứng như cục đá thì nó là mật ong thật. Còn nó cứng như cục đá mà mình gõ giống như là cục đá mình đông đá luôn á thì nó là mật ong giả nha. Còn phân biệt giữa mật ong thật với mật ong đuôi á thì rất là khó. Tại vì con ong người ta nuôi á, thì nó cũng bay ra ngoài để mà nó lấy những cái phấn hoa, những cái mật ở ngoài. Nên mình cũng không cách nào phân biệt được giữa mật ong ong nuôi với mật ong rừng nha. Chỉ là phân biệt được mật ong thật với mật ong giả thôi. Đây, bây giờ cắn một cái nữa thôi. Ngọt quá à. Như lá cây. Mọi người xem nhiễu xuống. Nè, đến cá. Mấy đứa nhỏ ăn nổi không? Dạ. Quá ngọt. Cái tổ cô Văn nhỏ mà ăn cô không hết nổi mọi người. Ăn cái này này á mà ăn nhiều quá thì nó sẽ bị say mật nha mọi người. Say mật thì sẽ giống như say rượu vậy á. Còn nếu mà ăn mà mình ăn nhanh quá mà bị sặc lên á thì còn nguy hiểm hơn nữa nha. Cái mật ong nó dính ngay cổ họng này nè, mình sẽ ho hoài luôn á, ho không ngừng luôn á. Nên mọi người ăn thì ăn cũng cẩn thận thôi, đừng để nó sặc nha. Sang thì cũng ăn hết nổi mọi người. Ăn nhiều quá cảm giác cái đầu mình nó xoay tròn phía trong á, người thì lúc nào cũng muốn nôn ra, giống như là chẳng khác gì so với uống rượu nha mọi người, giống như là mình say rượu luôn á. Nhưng mà say mật ong này á, nó sẽ làm cho cái tim mình nó khó thở, nên nếu như mà mọi người ăn không quen thì mọi người đừng nên ăn nhiều quá nha. Còn video này của Sang hôm nay á, thì nó cũng dài rồi, nên Sang có lẽ là sẽ tạm dừng clip tại đây. Hôm nay á, thì mấy anh em Sang đi bắt những cái tổ ong đầu mùa như này để quay cho mọi người một cái clip. Hy vọng rằng tới cái mùa mật ong á, thì mấy anh em Sang sẽ kiếm được nhiều ong ruồi hơn. Clip của Sang thì sẽ tạm dừng tại đây. Sang cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này của Sang. Còn bây giờ thì Sang với mấy đứa chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye. Bye.